Kệ để giày dép 4 tầng 60 màu cherry đi nhé. Đây sản phẩm màu cherry. Đây khi bóc sản phẩm ra thì nó có 4 tầng thì nó có 4 đợt này. Các phụ kiện ở đây thì gồm ốc vít này và lục lăng. Có cái lục lăng ở đây, đây lục lăng cái chữ L đấy nhé. Và cái nút chống ẩm. Và hai cái hông. Có chứ. Sản phẩm được sơn và hoàn thiện rất là kỹ nhé. Khi lắp thì rất đơn giản thôi. Sau khi lắp được một bên kia thì còn cái bên này thì đơn giản. Đây các lỗ đây và có ốc vít. Có các cái lỗ chờ sẵn đây. Ống ở đây. Chọn cái mặt nó đậm đậm với ra điểm điểm bỏ lên. Không có súng bắn vít thì ta dùng lục lăng. Nhưng mà dùng súng bắn vít thì nhanh hơn nhiều. Cuối cùng là đóng nút chống ẩm. Này, sản phẩm sau khi đắp ráp đây. 4 tầng rộng 62 thì kích thước là cao 60. Chiều rộng là 62 và chiều sâu là 30 nhé. Mỗi một tầng này để được khoảng 3 đôi dép người lớn nhé. Dép trẻ em thì chắc có thể được 4 đôi. Có hai màu, màu gỗ tự nhiên là màu cherry, đây là màu cherry nhé. Có kích thước cao 7 và 8 tầng và rộng 80 nhé. Loại to nhất thì có thể để được khoảng 40 đôi dép nhé. Khách hàng có nhu cầu mua cho gia đình, văn phòng hay trường học thì liên hệ nhé.